Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Sau đây là nội dung chương trình. Nguy hiểm, dừng ngay những việc sau, kẻo hại chết quả thận. Các bạn chắc khó có thể tưởng tượng rằng hiện có hơn 20 triệu người dân Mỹ đang mắc phải căn bệnh về thận. Còn ở Việt Nam không có số liệu thống kê, nhưng có lẽ cũng là một con số đáng để suy ngẫm. Bệnh thận rất nguy hiểm. Bản thân quả thận khi gặp vấn đề thì nó còn kéo theo tác động xấu đến cả tim, xương, hệ thống miễn dịch và thậm chí cả não của bạn. Tất nhiên là nó có thể dẫn đến suy thận, đòi hỏi phải chạy thận nhân tạo hoặc là ghép thận để sống sót. Tuy nhiên bạn có biết rằng, có những việc bạn đang làm hàng ngày lại chính là bạn đang âm thầm hủy hoại thận của bạn. Vậy nếu không muốn một ngày nào đó phải nằm viện để thay máu, chạy thận nhân tạo, thì hãy cùng xem những việc làm nào đang hủy hoại của thận. Và chúng ta phải tránh ngay những việc đó các bạn nhé. Ngay bây giờ sẽ là 10 thói quen hàng ngày âm thầm hủy hoại thận và cách ngăn chặn chúng trước khi quá muộn. Đầu tiên, bạn có biết rằng sử dụng thuốc giảm đau rất nguy hiểm không? Nhiều người sử dụng thuốc giảm đau không kê đơn như ibuprofen và acetaminophen để làm giảm đau. Nhưng những loại thuốc này lại có thể gây hại nghiêm trọng cho thận của bạn. Đặc biệt là nếu bạn bị bệnh thận và dùng chúng với liều lượng cao, ibuprofen có thể làm giảm lượng máu đến thận và gây viêm nhiễm và sẹo ở mô thận. Còn acetaminophen và aspirin thì lại có thể gây hại cho thận nếu bạn dùng chúng quá thường xuyên hoặc với liều lượng lớn. Vậy chúng ta nên thay đổi như thế nào? Thì về cơ bản là bạn hãy dùng càng ít thuốc giảm đau càng tốt và không bao giờ vượt quá liều lượng được khuyến cáo nếu bạn bị đau mãn tính. Hãy trao đổi với bác sĩ để tìm các biện pháp khác để đối phó với cơn đau, ví dụ như là dùng vật lý trị liệu, châm cứu, hoặc thuyền. Chứ bị đau âm ỉ mà liên tục dùng thuốc giảm đau thì bạn có 10 quả thận cũng không chịu nổi. Thứ hai là không uống đủ nước. Các bạn đã biết rằng nước rất quan trọng cho sức khỏe tổng thể của bạn, bao gồm cả sức khỏe của quả thận. Nước giúp loại bỏ chất thải ra khỏi cơ thể và giữ cho thận của bạn hoạt động bình thường. Vậy bạn cần uống bao nhiêu nước mỗi ngày là được thì không có câu trả lời chính xác cho câu hỏi này. Nhưng Sức Khỏe Tự Nhiên đã có một phân tích kỹ từ các nghiên cứu cho thấy nhu cầu uống nước của mỗi người là khác nhau và nó không cố định. Lượng nước cần thiết mỗi ngày sẽ khác nhau, tùy thuộc vào tuổi tác, giới tính, mức độ hoạt động và các yếu tố khác. Nói chung là bạn đừng để bị khát, cũng đừng uống quá no là được. Để đảm bảo bạn uống đủ nước, hãy chú ý đến màu sắc nước tiểu của bạn. Nước tiểu của bạn nên có màu nhạt vàng hoặc trong suốt. Nước tiểu của bạn có màu vàng đậm hoặc là cam thì điều đó thể hiện dấu hiệu bạn đang bị thiếu nước. Thứ ba là bạn nhịn tiểu quá nhiều. Bạn có bao giờ nhịn tiểu khi đang bận hoặc không có phòng vệ sinh gần đó? Nếu bạn đã làm như vậy thì bạn đang đặt thận của mình vào nguy hiểm. Bởi vì khi bạn bỏ qua nhu cầu đi tiểu, tức là bạn đang để nước tiểu lưu lại lâu hơn trong bàng quang. Điều này có thể khiến vi khuẩn phát triển và dẫn đến nhiễm trùng đường tiết niệu. Mà nếu bị nhiễm trùng, nó sẽ rất đau đớn và khó chịu. Và nếu không được điều trị thì chúng có thể lây lan sang thận rồi gây ra tổn thương nghiêm trọng. Thế nên cố gắng đừng nhịn tiểu quá nhiều. Chú ý là không nhịn tiểu qua 4 giờ và cố gắng làm trống bàng quang hoàn toàn. Thứ tư là mất ngủ. Giấc ngủ rất cần thiết cho sức khỏe và hạnh phúc của bạn. Nhưng bạn có biết rằng giấc ngủ cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của thận không? Rất là có là đằng khác. Thận của bạn tuân theo nhịp sinh học chu kỳ 24 giờ tự nhiên, điều chỉnh chức năng hoạt động của chúng. Khi bạn ngủ, thận của bạn sẽ giảm lượng công việc và nghỉ ngơi. Khi bạn thức dậy,
thận của bạn lại tiếp tục chức năng bình thường và lọc nhiều máu hơn. Chu kỳ này giúp thận duy trì hiệu quả và cân bằng của thận. Nghiên cứu cho thấy rằng, những người ngủ ít hơn 5 giờ mỗi ngày có nguy cơ mắc bệnh thận cao hơn tới 65% so với những người ngủ từ 7 đến 8 giờ mỗi đêm. Một nghiên cứu khác cho thấy, những người ngủ nhiều hơn 9 giờ lại cũng có nguy cơ mắc bệnh thận cao hơn. Cho nên kết quả này cho thấy, ngủ quá nhiều và ngủ quá ít thì đều có thể gây hại cho thận. Vậy thì bạn cần ngủ bao nhiêu mỗi đêm? Thường thì giấc ngủ khuyến nghị cho mọi người trưởng thành là từ 7 đến 9 tiếng. Tuy nhiên, nhu cầu của mỗi người lại cũng khác nhau. Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi vào ban ngày, bạn có thể cần phải ngủ nhiều hơn, và để cho một giấc ngủ chất lượng thì bạn hãy làm như sau. Nên đi ngủ đều đặn vào khung giờ giống nhau, tránh đồ uống mất ngủ như cà phê, tập thể dục thường xuyên. Nếu bạn khó ngủ thì hãy lấy sách triết học ra đọc, đảm bảo 5 phút sau bạn ngủ rất ngon. Điều tiếp theo là bạn ăn quá nhiều thịt đỏ. Thịt đỏ lại cũng không tốt cho thận. Thịt đỏ là một nguồn protein tuyệt vời, nhưng nó cũng chứa nhiều chất béo bão hòa và cholesterol. Chất béo bão hòa có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường và bệnh thận. Còn cholesterol cao thì cũng có thể góp phần gây ra bệnh thận. Vậy thì ăn bao nhiêu thịt đỏ là vừa? Theo Quỹ Tim Mạch Hoa Kỳ khuyến nghị, bạn nên ăn 2,4kg thịt đỏ nạc mỗi tuần, tức là trung bình mỗi ngày cỡ 3 lạng thịt, mà đó là dành cho người Mỹ. Còn với người Việt Nam với thân hình nhỏ hơn thì có thể chỉ khoảng 2 đến 2,5 lạng thịt mỗi ngày thôi. Để giảm lượng thịt đỏ trong chế độ ăn mà bạn vẫn đầy đủ dưỡng chất thì cũng đơn giản thôi. Bạn chỉ cần thay thế bằng cá, thịt gia cầm, đậu hay là các loại hạt cũng được. Thứ năm là bạn ăn quá nhiều muối. Cái này thì chắc ai cũng biết rồi, muối rất quan trọng cho cơ thể. Nó giúp duy trì cân bằng lượng chất lỏng, giữ ổn định chức năng thần kinh và cơ bắp. Nhưng ăn quá nhiều muối lại có thể gây hại cho thận của bạn. Muối natri, chất này có thể làm tăng huyết áp và khiến thận của bạn phải làm việc vất vả hơn để loại bỏ chất lỏng và natri thừa ra khỏi cơ thể. Huyết áp cao có thể làm hỏng các mạch máu nhỏ trong thận và giảm khả năng lọc máu của thận. Vậy bao nhiêu muối là quá nhiều? Thì theo Hiệp hội Tim Mạch Hoa Kỳ cho biết, bạn nên hạn chế lượng natri nạp vào, không quá 2.300mg mỗi ngày, tương đương khoảng 1 muỗng cà phê muối. Nhưng hầu hết mọi người thì ăn nhiều hơn mức này, chủ yếu là từ thực phẩm chế biến giàu natri như súp đóng hộp, đồ ăn đông lạnh, đồ ăn vặt, nước sốt, gia vị. Vậy nên để giảm muối, hãy cố gắng ăn nhiều trái cây và rau tươi. Tự nấu đồ ăn bằng cách sử dụng các loại thảo mộc và gia vị thay vì muối. Hãy đọc kỹ nhãn dinh dưỡng khi mua thực phẩm đóng gói. Tiếp theo nữa là bạn cũng đừng nên ăn quá nhiều thực phẩm chế biến sẵn. Bởi vì như đã nói ở trên, thực phẩm chế biến thường chứa nhiều natri. Ngoài ra còn có nhiều đường, chất béo bão hòa và cholesterol. Những chất dinh dưỡng này có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, bệnh tiểu đường và bệnh thận. Vậy nên, để giảm bớt việc tiêu thụ đồ ăn sẵn, thì bạn hãy chịu khó cố gắng tự nấu ăn cho mình. Khi bạn tự nấu ăn, thì bạn có thể kiểm soát được lượng natri, đường, chất béo bão hòa và cholesterol trong thực phẩm của bạn. Thứ 8, một cái thói quen mà hầu như ai cũng đã đối mặt, đó là lười vận động. Việc tập thể dục là rất quan trọng cho sức khỏe tổng thể và thận cũng như vậy. Tập thể dục giúp kiểm soát huyết áp, giảm cân và cải thiện sức khỏe tim mạch. Tất cả những điều này đều có thể bảo vệ thận của bạn. Các hướng dẫn của Bộ Y tế Hoa Kỳ khuyến nghị rằng người lớn thì nên tập thể dục ít nhất 150 phút mỗi tuần với cường độ trung bình, nghĩa là mỗi ngày bạn phải dành ra ít nhất 25 phút để luyện tập. Có một số phương pháp luyện tập siêu dễ mà siêu hiệu quả, đó là đi bộ, chạy bộ. Những môn này không chỉ giúp bạn vận động cơ thể mà còn rất thư giãn, không cần nỗ lực nhiều. Thứ 9, điều này không nói ai cũng biết, đó là hút thuốc. Hút thuốc là một trong những thói quen có hại nhất cho sức khỏe.
Hút thuốc làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh, bao gồm cả bệnh thận. Hút thuốc làm hỏng mạch máu của bạn, bao gồm cả mạch máu trong thận. Điều này sẽ làm giảm khả năng lọc máu của thận và dẫn đến tổn thương thận. Nghiên cứu cho thấy rằng những người hút thuốc có nguy cơ mắc bệnh thận cao hơn 50% so với những người không hút. Nếu bạn hút thuốc, hãy bỏ càng sớm càng tốt. Bỏ thuốc có thể giúp bạn giảm nguy cơ mắc bệnh thận và cải thiện sức khỏe tổng thể của mình. Và cuối cùng là uống nhiều rượu bia. Không nói thì bạn cũng biết, uống quá nhiều rượu bia có thể gây hại cho nhiều cơ quan trong cơ thể của bạn, bao gồm thận. Rượu làm tăng huyết áp và có thể làm hỏng các mạch máu trong thận. Điều này sẽ làm giảm khả năng lọc máu và dẫn đến tổn thương. Thế thì qua video này, chúng ta thấy rằng bằng cách tránh những thói quen hàng ngày có hại cho thận, bạn sẽ bảo vệ được sức khỏe của thận và giảm nguy cơ mắc bệnh thận. Để chắc chắn rằng quả thận của bạn ok, thì hãy thực hiện các bước sau. Kiểm tra huyết áp, kiểm tra lượng đường trong máu của bạn. Nếu bạn bị tiểu đường, duy trì số lượng ăn vừa phải, ăn chế độ ăn uống lành mạnh, giàu trái cây, rau và ngũ cốc nguyên hạt. Thể dục thường xuyên, không hút thuốc và cố gắng hạn chế rượu bia. Hy vọng rằng video này đã cung cấp thêm hiểu biết về sức khỏe cho bạn. Và ngay từ hôm nay, hãy chăm chỉ tập thể dục các bạn nhé. Hãy cùng comment xuống phía dưới để cùng nhau luyện tập thể hiện quyết tâm của mình nào. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.